là một địa điểm du lịch gần Hà Nội. Ai đã từng một lần đi thuyền trên Hồ Ly, thưởng lãm cảnh sắc thiên nhiên mới có thể cảm nhận được hết về nơi này. Như một nhà thơ đã từng viết: vượt dốc đá thờ mời anh đến quê em, yên lập đây núi rừng xanh ngút ngát, khe cháu khỉ dòm ẩn ảo con thác, tiếng của đại ngàn ca hát đã ngàn năm, đập Thượng Long Hồ Ly trong đêm trăng, quê hương em đẹp bồng bềnh hư ảo, súng xính mường dao khoe sắc màu váy áo, điệu múa xinh tiền bao du khách nao nao. Được tạo từ hai khe nước là khe Ly và khe Chanh, Hồ Ly, Thượng Long, Yên Lập là một trong 10 hồ có trữ lượng nước lớn nhất tỉnh Phú Thọ, có khả năng tưới cho trên 500 hecta lúa và cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn người dân. Nhìn từ trên cao, Hồ Ly như một viên ngọc xanh biếc giữa núi rừng chơi vơi. Năm 2004, Hồ Ly được triển khai xây dựng ngăn nước làm thủy lợi, đập cao gần 30 mét, dài 100 mét, với tràn xả lũ dài xấp xỉ 150 mét, nằm lộ thiên, song song với con dốc dẫn chúng tôi tới hồ. Chị Nguyễn Thị Thơ ở xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, Phú Thọ, sống cách Hồ Ly hơn 100 cây số. Hôm nay, chị cùng gia đình đi xe máy đến Hồ Ly để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ, cũng như trải nghiệm câu cá trên hồ. Đã thành thông lệ, cứ 1-2 tuần chị lại cùng gia đình đến đây thư giãn một lần. Hôm nay là cuối tuần, thế cho cả gia đình đi đây chơi vì không cảnh đây nó đẹp mà nó thoáng mát. Tôi trước hết là đi thuyền chơi ngắm phong cảnh, thứ hai là cơi các cái trò chơi dân gian cá nhất. Người ta nuôi cá trong bè mình xuống để có thể mình mua hoặc là mình ngắm hoặc mình câu. Trò nuôi cá đây, ta có thể xuống đi ta trải nghiệm thực tế. Đứng từ trên đập, hướng mắt nhìn một vòng quanh Hồ Ly, du khách có thể cảm nhận được sự thanh bình, nhẹ nhàng, thư thái bởi núi non bao quanh, với màu xanh của cây lá, đặc biệt ngay dưới chân đập. Dưới lòng Hồ Ly có một chiếc nhà nổi nhỏ xinh, bao quanh là những bè cá. Theo lời giới thiệu của chị Thơ, chúng tôi men theo các bậc thang bê tông và lối vào bè cá trên mặt hồ được ghép bằng những chiếc phao nổi để xuống bè. Gia đình bà Hà Thị Tuyết ngụ tại Hồ Ly, xã Thượng Long, Yên Lập, Phú Thọ, có 2 cậu con trai đang du học bên Hàn Quốc, chỉ còn lại 2 vợ chồng vốn yêu thiên nhiên. Nên vợ chồng bà Tuyết đã chọn Hồ Ly làm nơi sinh sống và phát triển sản xuất kinh doanh trang trại cá. Hai vợ chồng tôi ở đây thôi, còn trang trại này là của tôi. Cá nuôi ở nhà chị thì 17 lồng. Cá bán vòng quanh chủ yếu là khách ở đây, khách du lịch mua nhiều vì người ta ăn quen rồi. Cá đây nó rất ngon, không tanh. Ví dụ thế, còn đâu thì mình nhiều thì mình xuất xe về Hà Nội, chắc các nhà hàng. Còn thuyền thì thi thoảng khách đi du lịch thì tôi chở. Mọi người đi chơi thì ai thích trả bao nhiêu thì trả. Có người họ pay thì họ cho nhiều. Bà Tuyết cho biết ở đây có 11 thuyền của 11 gia đình, thuyền để phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản là chính, còn phục vụ khách du lịch chỉ là công việc làm thêm. Có khách thì họ phục vụ, chứ không phải làm dịch vụ chuyên nghiệp giống như nhiều điểm du lịch khác. Cá được nuôi trong thời gian dài nên thịt rất dai, ngon. Hiện cá Hồ Ly đã được nhiều người biết đến. Và như vợ chồng chủ bè cá này cho biết thì đã có thương hiệu mang lại thu nhập bình quân hàng trăm triệu mỗi năm cho gia đình. Tiếng động cơ xuồng máy xua tan không gian yên tĩnh. Thuyền chậm chậm rời đi, tiến dần về phía những đồi cây. Với diện tích mặt nước rộng khoảng 40 hecta và trữ lượng nước lớn, Hồ Ly có khả năng cung cấp nước cho toàn bộ khu vực thị trấn Yên Lập và các xã lân cận.
khung cảnh núi ở trong hồ và hồ ở trong núi khiến cho những người lần đầu được dạo thuyền ngắm cảnh trên hồ thật khó để phân biệt được phương hướng, đặc biệt là khi cây cầu treo sắt Thượng Long đã khuất xa. Đi khoảng gần một tiếng, ví dụ đi ở trong khe Ly Khe Chanh thì có hai ngách, ví dụ thế người ta thích đi trải nghiệm, người ta đi vòng quanh hồ. Thế rồi họ thích đi câu cá thì họ ngồi vòng quanh hồ. Mùa bây giờ là nước lên thì cũng có đông người đi, ví dụ như bọn trẻ nó thích đến đây du lịch chẳng hạn, nó thích chơi ngắm hồ. Thế thôi, còn những mùa nước cạn thì ít người đi. Ngày chớm đông nhạt nắng tan sương và lặng gió khiến nước trong hồ xanh như tấm gương lớn phản chiếu mây núi đất trời Thượng Long. Nơi thanh bình và lãng mạn này không được yêu ái nhắc đến từ ca dao cổ tích như những địa danh du lịch nổi tiếng khác. Thay vào đó là vẻ đẹp hùng vĩ từ những điều rất thật được tạo dựng chăm sóc bởi những đôi bàn tay cần cù chịu khó. Khách du lịch đến đây chơi họ rất là thích. Một đầu tiên đó là không khí trong lành trong các mùa, không cứ gì mùa nào. Thứ hai nữa là gì? Bây giờ thành phố thị xã cũng như là mọi cái nó có những cái khu công nghiệp rồi thì cuộc sống nó bức bội. Nó nhiều những cái nó không được vui vẻ lắm, cho nên họ đến đây chơi họ tĩnh lặng mà họ câu cá cũng như họ trải nghiệm cuộc sống ở đây. Tận dụng nguồn nước sạch ổn định của đập nước Hồ Ly, 5 năm nay ông Nguyễn Văn Khoa đã phát triển trang trại cá với nhiều loài cá đặc sản. Và có một điều rất đặc biệt nơi đây mà không nơi nào có được, giúp làm nên thương hiệu cá Hồ Ly mà như ông Khoa cho biết, đó là xung quanh hồ, người dân trồng hàng chục hecta quế. Nước hồ có quế nên cá khỏe, ăn ít mà lớn nhanh và đặc biệt ít tanh như cá nuôi ở nơi khác. Tất cả cái Hồ Ly này diện tích mấy chục ha nhé, lưu lượng nước là hơn 3 triệu khối nước, là cái nguồn sinh thủy đấy. 90% nó là phải chảy qua cây quế, dân họ trồng quế mà. Cho nên là hồ này nước rất sạch. Đấy, mà lại không có dân ở. Nên con cá rất ngon, người ta đến đây câu người ta cũng thích. Anh Nguyễn Tiến Trường là nhân viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, đi cùng một người bạn đến đây để trải nghiệm câu cá và cắm trại chia sẻ. Do có thảm thực vật phong phú, mực nước sâu và ổn định nên trong hồ có khá nhiều loài cá tự nhiên. Thì thoảng, những thợ câu bắt được những con nặng trên 20 cân. Mình nghe qua các bạn kể chuyện thì biết ở trên này có rất nhiều cá to và ăn ngon. Thế mình muốn trên này tự tay câu lên một con cá để thưởng thức. Nếu mà có điều kiện thì mình sẽ muốn ở đây một tháng, hai ngày một đêm đây thì thấy đồ ăn ở đây rất là ngon. Người dân thì rất thân thiện, không khí thì thực sự rất thích, buổi sáng dậy, không khí trong lành, cảm thấy con người khỏe khoắn hơn. Trong tiết trời chớm đông se lạnh, một chiếc thuyền nhỏ rẽ nước. Người đàn ông bơi thuyền như một lữ khách đang chia đôi trời, nước về hai phía, như một bức tranh thủy mặc mà bất kỳ người họa sĩ nào chứng kiến cũng phải thảng thốt làm sao có thể pha được màu như vậy. Trên những núi, những đồi là bạt ngàn rừng quế của bà con người Dao, người Mường. Cùng với đó là cây nguyên liệu giấy, cây bản địa ngút ngàn tầm mắt. Đã đến đây, lòng ai cũng thầm ao ước. Giá như mình có một căn nhà nhỏ để cuối tuần được về hòa mình với thiên nhiên, được sống chan hòa với những người dân hiền lành, giản dị, mộc mạc nơi đây. Chúng tôi đến thăm Hồ Ly đúng vào dịp hết mùa thu hoạch vỏ quế. Số cây đã thu hoạch sẽ được ngả dần lấy gỗ và tỉa thưa để những cây khác tiếp tục phát triển. Những người dân bốc gỗ ở đây cho biết, cây quế khi thu hoạch chẳng phải bỏ đi thứ gì, từ lá, thân, gốc đều bán được cả. Quế cũng có thể để phát triển thêm nhiều năm, bởi cây càng to sẽ càng được giá. Anh Triệu Văn Trường, năm nay 32 tuổi, người dân tộc Dao, sinh ra và lớn lên tại xã Thượng Long, huyện Yên Lập, Phú Thọ cho biết. Thu nhập chính của gia đình anh và hầu hết các hộ dân ở đây là trồng rừng quế. Tuy thời gian chăm sóc và thu hoạch kéo dài, nhưng việc trồng quế đem lại thu nhập khá ổn định cho gia đình. Cái bãi vị trí đang đứng đây thì nó chỉ có 2 ha thôi, nó rơi vào tầm khoảng
gần 1 vạn cây. Thời gian thu hoạch từ lúc trồng đến lúc thu hoạch ấy thì thường thường từ 7 đến 10 năm. Còn cái vỏ quế bán ra cho thương lái thì người ta sản xuất là tinh dầu quế để xuất khẩu ra các nước ở trên thế giới. Với lại gỗ, cái phần thân mà không ép được tinh dầu ấy, gỗ thì người ta thường làm những thang giường ấy, những cái đồ thờ cúng bởi vì nó có mùi thơm. Công tác chăm bón thì nó cũng vất vả đấy. Trong vòng 3 năm đầu tiên, từ lúc mình trồng đến 3 năm đầu tiên là cũng phải cỏ trà, cũng phải làm cho nó cũng sạch sẽ. Từ 3 năm đầu tiên thì mình không phải làm đến nữa, bởi vì đến lúc cây nó khép tán thì cỏ nó không lên được nữa, thì cứ thế nó lớn vậy thôi. Thu hoạch thì cũng không cần nhiều nhân công lắm, cũng 7-8 người trong làm trong vòng độ khoảng 5 đến 7 ngày đến 10 ngày là cùng. Là người dân sinh sống và khai thác rừng quanh khu vực Hồ Ly và gần đây được rất nhiều du khách biết đến, anh Trường không khỏi tự hào. Mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Đấy, đồi nương thì ngày trước là ở đây rồi. Thì sau này là nhà nước thì có chương trình là đắp cái đập lên để lấy nước để phục vụ cho nông nghiệp. Với lại là cái phong cảnh đẹp thì anh em bạn bè các nơi người ta đến đây tham quan du lịch, người ta thấy tốt thì mình cũng thấy tốt thôi. Tôi rất là tự hào. Thời gian qua, Hồ Ly nổi lên như một thắng cảnh, thu hút khá nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ đam mê du lịch, khám phá và nhiếp ảnh. Tuy nhiên, hoạt động này còn mang tính tự phát và chưa mang lại lợi ích cho người dân địa phương. Bởi vậy, người dân chưa thật sự sẵn sàng làm du lịch. Mình không làm du lịch, đây là anh em tình cảm đến chơi thì mình đưa đi thôi, chứ còn mình không quan niệm đến du lịch. Tất cả các phương tiện ở trên bến là của người dân. Tiện đến thì họ đáp ứng, thế thôi. Có nhu cầu họ đáp ứng, chứ không phải là đây là một khu du lịch. Còn ai thích đi du lịch thì người ta, ai có khách thì người ấy đi. Nhà chị thì có ngày thì được chuyến, có ngày 2-3 ngày chả được chuyến nào. Tức là mình làm thêm ở đây, thế thôi chứ chẳng phải là du lịch lớn gì cả. Thiết nghĩ để có khung cảnh Hồ Ly như hôm nay là sự đầu tư cả về tiền của, công sức trong việc quy hoạch, xây dựng của các cấp chính quyền và sự bảo vệ của nhân dân địa phương. Cần tiếp tục có những hành động cụ thể và sự đầu tư nghiêm túc nhằm phát huy tối đa những tiềm năng đang có để Hồ Ly không chỉ là nàng công chúa ngủ quên. Ai đó đã từng nói, cuộc sống như một cuốn sách và nếu chưa trải nghiệm thì chúng ta mới đọc trang bìa. Điều này có lẽ không sai. Bởi Hồ Ly không phải là cái tên xa lạ, thế nhưng không phải ai đến với Hồ Ly cũng có cơ hội được trải nghiệm để hiểu về địa danh và con người nơi đây.